xedapthethaofit.com xin chào bạn. Trong video này thì em tiếp tục giới thiệu tới các anh chị mẫu khung Pilarello F14. Và cái màu trong video này là màu đen vàng, đó là màu black yellow. Cái tem của nó thì vẫn là tem bạc. Đây là một trong những cái màu rất là đẹp của Pila F14. Và trong video này thì em sẽ quay kỹ để cho các anh chị chiêm ngưỡng, ngắm và lựa chọn. Vì Pilarello S14 thì nó có rất là nhiều màu. Mỗi một màu thì nó có một cái vẻ đẹp của nó, mỗi một màu nó có một cái sức hấp dẫn của nó. Và anh chị coi các cái video về các cái màu, ví dụ như là cái video màu này các anh chị lại thích, nhưng mà qua cái màu khác anh chị thấy cũng có cái vẻ đẹp của nó, rồi lại qua cái màu khác nữa các anh chị lại thấy ôi cái màu này rất là thích đó. Thì về cơ bản tất cả các màu của Pilarello F14 đều rất là đẹp, và em sẽ quay bên em là bao giờ cũng có đủ màu đủ size cho các anh chị. Thì bên em sẽ quay cho các anh chị xem, cho các anh chị coi tất cả các màu của Pilarello F14 nó như thế nào. Đây là chiếc màu đen vàng. Màu vàng này nó là màu vàng tươi các anh chị nhé. Và đối với cái khung F14 này thì cũng nói em, bên em cũng có nói trong các cái video trước rồi, họ có sự thay đổi hoàn toàn về cái công nghệ sơn. Và cái công nghệ này là dành cho các cái xe cao cấp, cũng như là nó rất là mới của năm 2022. Đó là cái sơn giao thoa. Đối với F12 thì nó vẫn là sơn bình thường, nó vẫn là sự thay đổi màu. Ví dụ đây, thay đổi từ màu đen sang màu vàng nó rất là rõ ràng, đó là hai cái vạch. Tuy nhiên là trong F14 thì cái công nghệ sơn từ 2022 nó thay đổi, nó rất là đặc sắc. Đây, nó chuyển từ màu đen sang màu vàng một cách nhẹ nhàng, nó không phải là đứt quãng. Đây ở trên cái càng này, cái khung đây bạn này đó. Còn cái tem của nó thì là vàng bạc, rất là đẹp và nổi. Màu vàng và đen trong mỹ thuật thì hai cái cặp màu này là hai cái cặp màu tương phản với nhau ấy, và thường là sẽ đi với nhau, rất là đẹp. Ví dụ như anh chị thấy cái cờ của Đức ấy, nó cũng là cái sự tương phản của màu của cái gam vàng và đen ấy, vàng cam ấy. Cái màu vàng của Pina này nó rất là nổi luôn ấy. Cái này thì bên em cũng có đủ size nhá, đủ size cho các anh chị. Với mọi người cao từ 1m50 cho tới 1m75. Bên em thì sẽ làm hàng popular nhá, hàng phổ thông. Nếu mà các anh chị có chiều cao từ tầm 1m50 đến 1m75 thì luôn có đủ size cho các anh chị. Còn có những anh chị cao 1m9 chẳng hạn thì nó sẽ khác biệt. Nó sẽ rất là khác biệt với mọi người đó. Đó. Trong cái video này thì em giới thiệu về cái mẫu khung. Ví dụ như là cái bạn người mẫu này, bạn này cao mét tám mấy nhỉ, thì bạn ý đặt riêng một cái chiếc khung, à một chiếc size riêng cho bạn đấy. Và muốn có cái size đó thì mình sẽ cần thời gian một chút. Màu đen vàng rất là đẹp. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các anh chị ở các cái video tiếp theo, trong các cái video giới thiệu về các cái mẫu khung, các màu và vành nữa. Thì bên em cứ lần lượt sẽ giới thiệu đầy đủ cho các anh chị lựa khung, lựa vành như thế nào. Rồi, xin chào. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xedapthethaofit.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và sẽ ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.